Cách đây không lâu, Phạm Anh Tuấn khiến dân tình ngỡ ngàng khi bất ngờ làm lễ dạm ngõ với bạn gái hot girl sinh năm 2001. Mới đây, nam diễn viên tiếp tục khoe hình cưới đầy ngọt ngào của hai vợ chồng khiến dân tình thích thú. Trên trang TikTok cá nhân, Phạm Anh Tuấn đã đăng tải một đoạn clip ngắn để gửi lời chúc mừng sinh nhật bà xã của mình. Còn trên Facebook, nam diễn viên cũng chia sẻ lại đoạn clip ấy kèm theo lời chúc ngọt ngào, chúc mừng sinh nhật vợ yêu Lâm Diễm Quỳnh. Đáng nói hơn, bức ảnh chính trong đoạn clip này là hình cưới của vợ chồng nam diễn viên phố trong làng. Có thể thấy, anh Tuấn diện bộ vest rất lịch lãm, sang trọng, sánh đôi bên cô dâu xinh đẹp. Bà xã anh Tuấn tựa đầu vào vai anh đầy ngọt ngào. Khán giả được dịp hào hứng khi thấy ảnh cưới của vợ chồng nam diễn viên, nhiều người đoán rằng có lẽ ngày vui của họ đã cận kề. Không chỉ vậy, trong đoạn clip do Phạm Anh Tuấn đăng tải còn có lời thoại vô cùng lãng mạn mà anh muốn gửi đến vợ trẻ của mình. Cụ thể, lời nhắn nhủ ngọt như mía lùi trong clip là: đã bao giờ bạn ngắm nhìn người mình yêu và tự hỏi rằng, sao tôi lại có được em nhỉ? Em là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh và anh thật sự biết ơn khi có em bên cạnh. Dù dành lời ngọt ngào để chúc mừng sinh nhật nhưng anh Tuấn vẫn bị vợ bóc phốt ngược lại. Diễm Quỳnh trách yêu khi đến trưa nam diễn viên mới đăng tải bài viết mừng ngày sinh của mình. Vợ nam diễn viên dí dỏm bình luận, ai rồi cũng khác mà, lúc mới yêu thì anh thức tới giữa đêm chúc sinh nhật em. Giờ sắp cưới tới nơi rồi thì anh ngủ tới chưa mới nhớ ra sinh nhật em hả? Ngay lập tức, nam chính phố trong làng liền dỗ dành cô với hai chữ, yêu vợ. Phạm Anh Tuấn và vợ trẻ hot girl đã làm lễ dạm ngõ vào ngày mùng 5 Tết vừa qua. Gần đây, chủ cửa hàng váy cưới cũng đã tiết lộ khoảnh khắc cặp đôi đến thử đồ để chuẩn bị cho hôn lễ. Chủ tiệm váy cưới chia sẻ trên TikTok rằng hậu Valentine, diễn viên phố trong làng cùng vợ tương lai đi thử váy cưới. Được biết, vợ trẻ kém Phạm Anh Tuấn 11 tuổi. Cặp đôi đã có khoảng thời gian yêu đương vài tháng trước khi quyết định về chung một nhà. Nam diễn viên dành rất nhiều tình cảm cho bà xã. Anh cho biết Diễm Quỳnh là người luôn bên cạnh an ủi, động viên mỗi khi anh gặp khó khăn trong cuộc sống. Phạm Anh Tuấn và vợ trẻ kém 11 tuổi được khán giả nhận xét là một trong những cặp đôi đẹp của làng giải trí Việt. Người hâm mộ hiện đang vô cùng mong chờ ngày cưới chính thức của cặp đôi này. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.